tôi giới thiệu với các bạn ba lô Nam Face Full Sport à. Đây là mặt trước của ba lô, có cái ngăn nhỏ phía trước ở đây à. Đựng được rất là nhiều cái vật dụng tiện dụng quý bạn cần đi ra ngoài các bạn ha. Rồi, đây là ngăn chính. Ngăn chính lớn của ba lô. Đây rất là rộng nha bạn ha. Có cái ngăn riêng để đựng laptop 15.5 inch luôn nha bạn. Mặt trên á, mặt trên của cái nắp là có cái ngăn kéo lưới à. Bạn có thể để được điện thoại, bóp tiền để riêng ở trên đây nha bạn ha. Đây là mặt sau của ba lô, có quay đeo ba lô. Đây, quay đeo ba lô à. Có logo Nam Face ở trên cái quay đeo luôn nè. Rất là dày, chắc chắn, êm vai nha bạn ha. Đây có cái túi nhỏ bên hông nè à. Bạn đi trước á, cái linh tinh gì trên đây cũng được ha bạn ha. Mình nói luôn là đây là cái chất liệu tarpaulin không thấm nước nha bạn. Dạ rồi, xin cảm ơn các bạn ạ.